Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Minh Hoàng. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Bốn giờ sáng tại khu cảng Thuận Thành, tuy trời vẫn còn tối lắm nhưng đã có khá đông người tụ tập ở dưới bến rồi. Cảnh này chẳng còn xa lạ gì nữa. Đám đông này chính là số đầu nậu và tiểu thương. Họ đang chờ đợi những con tàu đánh bắt xa bờ về để thu mua lại đồ hải sản tươi sống. Đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì những chiếc tàu đầu tiên cũng xuất hiện. Tuy nhiên vừa mới cập bến thì nụ cười niềm nở của những người chờ đợi kia đã giảm đi bớt đôi phần. Bởi đợt này không có quá nhiều cá như lần trước. Thậm chí trung bình mỗi tàu chỉ bắt được 1-2 con cá ngừ đại dương mà thôi. Tuy nhiên, vẫn còn có thứ khiến cho những người này hy vọng. Bởi chiếc tàu của ông Năm Trị chưa về tới. Tàu của ông là dạng tàu vỏ bọc sắt, sức chứa cũng lớn hơn những con tàu khác, cho nên ông hay đi đánh bắt ở những vùng biển rất xa. Cuối cùng, khi mặt trời vừa hừng đông, thì con tàu của ông Năm cũng dần dần xuất hiện. Và thật đúng như sự kỳ vọng của mọi người, vừa cập bến, ông Năm Trị đã đứng trên mũi tàu la lớn. Trúng đậm rồi bà con ơi! Câu nói này của ông khiến cho đám đông dưới bến như vỡ òa, họ hò reo vỗ tay liên tục. Tàu cập bến, mấy người trong thủy thủ đoàn mở khoang chứa ra. Tuy vừa rồi ông Năm đã thông báo trước, nhưng mọi người không thể ngờ được số lượng hải sản ông đánh bắt được nó lại nhiều đến như vậy. Thậm chí mấy cái tàu cá lúc nãy cộng lại cũng không bằng được một góc của ông mất. Trông thấy mọi người thu mua cá tôm mà mình bắt được, ông Năm Trị cười tươi rói, bắt tay mấy người trong đoàn và nhất là Kiên, người làm tài công và cũng là con rể của ông. Từ ngày có Kiên, những chuyến đi biển của ông Năm như thêm 50% thành công vậy. Anh Năm nay 35 tuổi, cái tuổi thậm chí còn nhỏ hơn vài thủy thủ đoàn, nhưng nó hoàn toàn tỷ lệ nghịch với khả năng lái tàu của bản thân. Như lần này chẳng hạn, Kiên nghe trên đài thông báo có một dòng hải lưu chạy dọc ở vùng thềm lục địa, mà thường ở những nơi như vậy sẽ có rất nhiều cá. Anh liền thuyết phục ông Năm để mình lái ra đó. Tất nhiên là không chỉ có ông mà những người khác trong đoàn cũng đồng tình rồi. Kết quả đã chứng minh sự tin tưởng của mọi người là không hề sai lầm. Có vài người bước tới vỗ vai Kiên khen ngợi. Chú em mày khá lắm, lần này về chắc ông Năm thưởng đậm đấy. Kiên cười giòn, có gì đâu chú, còn cũng chỉ làm hết khả năng của mình thôi. Nói xong thì Kiên như sực nhớ ra gì đó, anh liền bước tới thì thầm vào tai của ông Năm. Không biết anh đang nói gì mà ông Năm cứ gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. Đợi cho mọi người thu mua cá xong, ông hít một hơi, cất giọng nói lớn. Thưa bà con, sáng mai, tàu của tôi sẽ tiếp tục đi đánh bắt nữa. Nội trong vòng 10 ngày tới, sẽ quay trở về. Bà con chuẩn bị tiền bạc cho dồi dào nghe. Đợi này, tôi chỉ sợ bà con không có đủ tiền mua hết cá đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật này của ông Năm làm cho đám đông bên dưới cười to. Nhưng đúng thật là lần này, ông và thủy thủ đoàn quyết định không nghỉ ngơi mấy ngày như thường lệ, bởi theo như Kiên biết, dòng biển nóng này không tồn tại ở vùng biển ấy lâu, chỉ chừng nửa tháng nữa là nó sẽ được thay thế bởi dòng hải lưu khác. Lần đi sau này, nếu thành công thì số tiền thu được thậm chí sẽ bằng cả năm làm mất. Tất nhiên khi đứng trước cái lợi ích khổng lồ ấy thì ai cũng bị thuyết phục cả. Giữa trưa, trong khi mọi người đang nghỉ ngơi thì ông Năm cùng Kiên đi lo sửa sang, mua thêm một tấm lưới loại lớn nữa. Trông thấy đống đồ nghề sừng sỏ như thế này, Kiên tươi cười nói. Bà coi,
và những thứ này chắc bắt hết cá ngoài đại dương mất. Ồ, ông Kiên gật gù, nhưng vẻ mặt của ông không được tự nhiên lắm. Mà này, đợt đi lần thứ hai này, không biết có chuyện gì không, mà tự nhiên từ sáng tới giờ, ruột gan cứ nóng ràn lên. Trời đất! Kiên cười lớn hơn. Bà đừng mê tín nữa, chắc do đường tiêu hóa có chút vấn đề thôi. Để chút nữa về lại tàu rồi lấy thuốc dạ dày uống là hết. Đợt này, bà phải nghe theo con. Mình thắng đậm một đợt cho thiên hạ dậy sóng luôn. Mỗi lần nhắc tới cái tên tàu ông Năm Trị thì người ta phải thốt lên ca ngợi. Nghe con rể nói như vậy thì ông cũng gật gù lấy làm ưng bụng lắm. Ông cũng nói thêm vào. À, còn cái này suýt nữa thì quên mất. Đợt này mình không cho anh em về nhà nghỉ ngơi như thường lệ vì thời gian gấp rút quá. Cho nên tối nay cứ đưa mọi người đi chơi một bữa thật no say. Nhưng mà tuyệt đối nhắn mọi người không được gái gú gì đâu đấy. Rồi lắm. Dạ con biết rồi. Bà cứ yên tâm. Tối nay cho mấy anh em say bí tỉ luôn. Về tới bến, sau khi thông báo cho những thủy thủ đoàn biết tin thì họ reo lên nồng nhiệt lắm. Tuy nhiên có một người đứng lên nói chen vào. Anh Kiên, tối nay trẻ xin phép em không đi có được không? Tự nhiên em thấy trong người mệt quá. Người vừa nói câu này là Đạo. Cậu này mới 21 tuổi và chuyến vừa rồi cũng là chuyến đi biển đầu tiên của cậu ta. Sự đóng góp của cậu cũng không có nhiều vì đa phần lúc ở trên tàu thì Đạo say sóng, nằm ly bì. Trông thấy vẻ mặt có phần hốc hác của Đạo thì ông Nam Trị gật gù nói. Thằng Đạo, mày nhắm đi được một chuyến nữa không con? Nếu không thì để tao cho tiền rồi về nghỉ ngơi. Dạ không. Đạo lắc đầu xua xua tay. Con làm được. Xin chú Năm đừng có đuổi con. Lần này con phải kiếm thật nhiều tiền về trả nợ cho gia đình. Nói tới đây thì đúng thật là ông Năm động lòng bởi không đơn giản mà ông nhận Đạo và làm cho mình. Cậu này là con trai của một chiến hữu cũ của ông. Người này mất tích ngoài biển do đắm tàu trong bão được mấy năm rồi. Từ khi cha chết, Đạo cũng hứng luôn số nợ khổng lồ do gia đình phá sản. Ông Năm dự định sẽ nuôi dưỡng, dạy dỗ Đạo cho đến khi cậu có đủ vốn mà ra làm riêng thì thôi. Cuối cùng ông gật gù đồng thuận với Đạo. Thôi được rồi, mày mệt thích ở lại tàu nghỉ ngơi đi. Sẵn tiện coi tàu luôn, nghe chưa? Dạ dạ, con cảm ơn chú Năm. 6 giờ tối, sau khi anh em thủy thủ tắm rửa xong xuôi thì ông Năm bắt liền 3-4 chiếc taxi để mọi người đi di chuyển ra quán nhậu. Chúng lớn đợt vừa rồi và cũng để cho mọi người thoải mái nhất nên ông Năm không tiếc tiền. Trên bàn hả hê toàn những món ngon hảo hạng đắt tiền bậc nhất. Nhậu được nửa buổi, ông Năm như sực nhớ ra gì đó rồi đưa tay lên vỗ vỗ trán. Chết mẹ nó, quyền bẵng mất mấy sợi dây chảo đặt hàng người ta tối nay giao, mà tao quên dặn thằng Đạo mất. Nghe ông nói thế, Kiên liền móc điện thoại ra gọi cho Đạo. Nhưng chắc có lẽ còn mệt nên cậu ta ngủ mà không nghe thấy tiếng chuông. Đợi chừng nửa tiếng sau, ông Năm Chỉ quyết định tự mình đi về để nhận hàng. Tất nhiên Kiên dành phần đi, nhưng ông lắc đầu từ chối. Vì dù sao Kiên cũng còn trẻ khỏe, ở lại mời rượu và uống với mọi người. Chứ ông đâu có uống được. Nói là làm, ông Năm bước ra ngoài bắt xe về lại bến. Cũng thời điểm ấy, ở trong chiếc tàu của ông Năm liên tục vang lên những tiếng rền rỉ khoái lạc và tất nhiên là nó phát ra từ Đạo rồi. Cậu ta thực ra không hề mệt mỏi, chỉ là những tưởng đâu sau đợt đi biển này về thì sẽ thỏa sức ăn chơi. Thế nhưng không ngờ lại bị đi liền thêm một chuyến nữa. Đã thế ông Năm và Kiên lại không cho phép động tới gái gú. Với một người đang độ phát triển như Đạo thì đâu thể nào chịu được. Thế là đợi cho mọi người đi hết, cậu mới mò ra ngoài đường lộ. Không mất quá nhiều thời gian để Đạo có thể tìm được một cô gái bán dâm. Ban đầu khi nghe lời mời gọi xuống tận dưới tàu để hành sự thì cô ta từ chối ngay. Anh bị điên à? Có tiền chơi gái mà không có tiền nổi tiền thuê được cái nhà nghỉ ư? Tôi không đi đâu. Ấy, không phải là không có tiền. Đạo liền giải thích. Do tôi phải ở lại trong tàu, chứ nếu không thì đưa cô đi khách sạn sang trọng nhất vùng này cũng được. Cô chiều tôi đi, tôi trả thêm tiền cho. Vừa nói, đã vừa lấy trong túi mình ra một tờ tiền 500.000 đồng mới tinh. Quả đúng là nó có sức hấp dẫn,
cô gái kia trông thấy thì gật đầu ngay, nhưng cũng không quên giữ giá cho mình. Này nhá, tôi nể tình anh thật lòng đấy, chứ người nào lộ mãng thì đừng có mơ. Thôi đi thôi, tranh thủ, chứ không lâu được đâu. Hai cái bóng người lững thững bước xuống dưới bến. Đạo sung sướng trong cơn say tình ái và khoái lạc nên đâu thể nào biết được mình đang phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Quay trở lại với ông Nam Trị, ông vừa bước xuống chiếc xe taxi thì nhận ra người giao đống dây chảo chưa đến. Nghĩ tới tình cảnh mọi người ăn chơi vui vẻ, còn Đạo thì phải nằm bẹp một đống ở dưới tàu, nên ông ghé ngay vào một quán vịt quay gần đó, mua luôn một con rồi đem xuống dưới tàu cho cậu. Đến nơi, ông có tiếng gọi to. Đạo! Đạo ơi! Vừa mới dứt tiếng gọi của mình, thì ông nghe bên trong khoang tàu có mấy tiếng đồ đạc bị đổ vỡ. Chưa hết, Đạo xuất hiện trước mặt ông với một chiếc quần sọc sạch, áo thì không thèm mặc, để bộ ngực trần chùi chũi, cậu ấp úng. Chú Năm, chú về rồi hả? Có chút công chuyện nên ghé qua coi thử sao thôi. Chút nữa mọi người mới về. Đây, cho mày. Ông Năm chìa túi vịt quay ra trước mặt. Đạo lúc này làm gì còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Cũng may mà ông Năm đang còn đợi người giao dây chảo nên không bước xuống tàu. Ông kéo cái cổ áo của mình lên cao rồi tiếp tục nói. Trời lạnh như vậy mà mày không ăn mặc áo vào hả con? Coi trong gió thì lại khổ. Chút con mặc vào liền. Con cảm ơn chú. Nói tới đây thì chuông điện thoại của ông Nam Trị vang lên. Thôi, tao đi đây. Người ta giao hàng tới rồi. Lo ăn rồi nghỉ ngơi. Sáng mai đi sớm. Dứt câu, ông Nam toan quay lưng bước đi. Thì đột nhiên, cùng lúc ấy bên trong tàu lại có tiếng động. Nhưng nó không phải chỉ có tiếng đồ đạc rơi vỡ mà còn kèm theo một tiếng hét thất thanh nữa. Càng đáng nói hơn nữa, khi ông Năm nhận ra đây là tiếng hét của đàn bà con gái, ông trợn tròn mắt, nhảy ngay xuống tàu. Cái gì thế? Đứa nào trong đó? Vừa nói, ông vừa đạp tung cánh cửa khoang tàu. Cảnh tượng đập vào làm ông như choáng váng. Ngay trong góc, một cô gái không mảnh vải che thân đang ngồi co ro, chỉ tay vào phía đối diện mình run run nói. Chuột! Có chuột! Dường như lờ mờ nhận ra được vấn đề, ông quay ngoắt lại nhìn Đạo, thì hỡi ôi, cậu ta đã bỏ vùng chạy từ đời nào. 10 giờ tối, cái giờ mà tưởng chừng mọi người trong đoàn vẫn còn đang ăn chơi vui vẻ, thì giờ đây tất cả được triệu tập hết về. Một bầu không khí căng thẳng tràn ngập khắp khoang thuyền. Cũng phải thôi, bởi theo quan niệm của những người đi biển lâu năm, thì việc cho đàn bà con gái xuống thuyền đã là điều đại kỵ. Còn đây, Đạo lại làm tình ngay tại chỗ này nữa. Có thể nói, một dự cảm không hề tốt đang xuất hiện trong đầu của ông Năm. Có mấy người không giữ được sự bình tĩnh mà chửi đổng lên. Mẹ, nó thằng chó Đạo này. Tao mà gặp được mày, thì đừng trách tại sao tao ác nghe chưa? Đúng rồi, phải đập que giò cho nó chửa. Chủ Năm đã thương yêu, dìu dắt nó như vậy, mà giờ nó lại sinh lòng phản. Này, có khi là nó bị mấy thuyền khác xúi giục, dụ dỗ để hại mình cũng không chừng ấy. Nghe từ đây, ông Năm tuy giận lắm, mặt mũi ông đỏ bừng bừng, nhưng ông liền giơ tay ngăn lại ngay. Không biết, thì đừng có nói, kẻ mang tội đấy. Nói xong, ông tiếp tục im lặng, gương mặt cũng đã bắt đầu đỏ bừng lên. Cũng phải thôi, bởi những sự tin tưởng mà ông dành cho Đạo đều bị mất hết. Sự việc này không khác gì là phản bội cả. Chưa hết, ông còn lo lắng cho chuyến đi ngày mai, bởi đi ngoài biển cả, mọi điểm xui rủi đều do ông trời quyết định, mà cái hành động của Đạo vừa rồi có khi đã làm phật ý tới trời, tới tổ nghiệp. Nhận ra sự lo lắng của ông, Kiên đứng lên mở lời. Thưa mọi người, chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ quan trọng không phải là tìm thằng Đạo hay là xử lý nó, mà chính là chuyến đi ngày mai đây. Ý mọi người thế nào? Chứ tôi quyết định đi đấy. Không được đâu. Xui lắm. Tôi không dám đi đâu. Một người trong đám thủy thủ lên tiếng. Đúng rồi, xui lắm. Có gì đâu. Kệ đi. Chuyện này đâu phải do mình đâu. Không biết không có tội. Chắc thần linh cũng không quả phạt đi đâu mà.
mọi người bắt đầu chia ra hai luồng ý kiến khác nhau, nhưng có vẻ như số lượng người đồng ý tiếp tục chuyến đi nhỉnh hơn. Cũng dễ hiểu thôi, bởi số tiền kiếm được là rất nhiều cơ mà. Cuối cùng họ đành nhờ ông Năm quyết định. Ông cũng đăm chiêu lắm, mất nửa tiếng đồng hồ thì ông mới trầm ngâm nói. Thưa mọi người, từ nãy tới giờ tôi cũng suy nghĩ hết rồi, vẫn tiếp tục đi. Nhưng mà lần này tôi không ép, nếu như người nào không muốn đi thì có thể rời đoàn, đợi đợt sau cũng được. Sáng sớm ngày mai, trước khi đi, tôi cũng sẽ làm một cái lễ cúng tạ lỗi với bề trên, mong họ cho sóng yên biển lặng, anh em đi được an toàn. Nói tới đây, đám đông bên dưới gật gù đồng thuận. Suy cho cùng họ cũng là những anh em từng vào sinh ra tử với ông cơ mà. Giờ đây đâu chỉ vì một chuyện như thế này mà phải bỏ cuộc cơ chứ. Đúng 5 giờ sáng hôm sau, trước giờ xuất bến, một mâm cúng hết sức thịnh soạn được ông Năm chị bày ra. Cúng kiến xong xuôi thì chiếc tàu của ông từ từ di chuyển. Đối với ông Năm, chuyến đi lần này tuy chỉ là một trong hàng trăm chuyến đi trước đó, nhưng nó lại làm cho ông có cảm giác đặc biệt nhất. Nỗi lo sợ của mọi người cũng dần dần tan biến khi đi gần hết ngày mà mọi thứ đều hết sức trơn tru và thuận lợi. Kiên mừng rỡ nói, bà, coi trên bản đồ đi, lần này biển êm lắm, mình đi nhanh hơn nửa ngày lận, vậy mà cứ bảo xui là xui thế nào. Ông Năm chị gật gù, tuy nhiên gương mặt ông vẫn không hết vẻ đăm chiêu, bởi ông không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Người xưa có câu, trước mỗi cơn sóng dữ thì thường sóng yên biển lặng. Hai ngày tiếp theo trôi qua, mọi thứ vẫn hết sức khả quan. Cuối cùng cũng đến được vùng biển lần trước. Mọi người ai nấy đều tỏ ra hào hứng, bởi đúng như những gì Kiên dự đoán, lần này số lượng cá đánh bắt được còn nhiều hơn gấp đôi so với lần trước. Nhìn đống cá cứ mỗi lúc, mỗi chất đầy trong khoang chứa mà mọi người ai nấy đều mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Đêm nay, sau khi đã hoàn thành công việc đánh bắt, mọi người tập trung hết ở trên khoang tàu rồi ca hát, ăn uống hết sức vui vẻ. Ông Năm gương mặt lúc này cũng đã bớt đi phần đăm chiêu. Ông tươi cười nhẩm tính số tiền mà mình có thể thu lại được sau khi tàu cập bến. Thông báo cho anh em biết, lần này chắc mỗi người được mấy chục triệu đấy. Hoan hô, hoan hô! Đám thủy thủ ồ lên, có người đem luôn cái can rượu giấu trong kho ra rồi bắt đầu uống. Nếu như thường ngày thì ông Năm sẽ không tham gia đâu, nhưng giờ cũng không còn đánh bắt nữa, chỉ có việc lái về thôi nên ông rất hào hứng. Vừa uống, ông vừa cười lớn ra vẻ sảng khoái lắm. Còn Kiên, anh vốn làm tài công nên không thể ngủ được, thế là Kiên đành đứng vỗ tay góp vui theo từng lời ca hát của mọi người trên tàu. Cơn no say cứ thế kéo dài tới tận nửa đêm mới ngừng. Tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu cùng với những tia nắng của buổi sớm chiếu rọi làm cho ông Năm từ từ mở mắt. Dư âm của cơn say đêm hôm qua vẫn như còn nhiều lắm. Nó làm cho đầu óc ông lâng lâng. Gượng người chống tay ngồi dậy, ông nhận ra dường như mình là người đầu tiên thức dậy. Đám thủy thủ nằm lăn xung quanh ngáy khò khò. Ông phì cười. Đúng là toàn thanh niên, sức giải vài rộng mà uống thua một ông già. Ông nhắm mắt, nhìn xung quanh. Biển hôm nay vẫn hết sức trong xanh yên lặng. Không biết đã về tới đâu rồi nhỉ? Vừa tự hỏi, ông Năm chị vừa đứng dậy lọ mọ bước vào trong buồng lái. Vô tới nơi, thoáng chút giật mình khi ông nhận ra trong này không có người. Động cơ vẫn đang chạy, ông đảo mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa rồi cất tiếng gọi. Kiên! Kiên ơi! Không ai trả lời. Ông bước ra phía khoang chứa cá, tất nhiên là cũng chẳng trông thấy đứa con rể của mình. Lúc này, sự sợ hãi bắt đầu ập đến. Kiên mất tích ư? Trên cái tàu không quá rộng lớn đang lênh đênh giữa biển khơi như thế này, nếu như không có trên thuyền thì chỉ còn duy nhất một khả năng mà thôi. Nhưng làm sao ông có thể tin vào cái khả năng này được chứ? Ông liền lật đật quay trở lại chỗ đám thủy thủ đang nằm ngủ kia, bởi ông cho rằng chắc Kiên mệt nên ra chỗ họ rồi nằm ngủ mà thôi. Thế nhưng sự sợ hãi càng lúc càng lớn hơn.
bởi ông không trông thấy Kiên nằm trong đám người trước mặt mình. Dậy đi! Thằng Kiên mất tích rồi! Thằng Kiên mất tích rồi! Vừa nói, ông vừa đưa tay lay đám thủy thủ trên tàu dậy. Có vài người bắt đầu lọ mọ thức giấc, họ nheo cặp mắt còn mơ ngủ lên. Và rồi khi nghe được những gì mà ông Năm nói, thì những cặp mắt ấy dần chuyển sang vẻ trợn ngược lên mà hốt hoảng. Con tàu cá được lật tung lên đến từng ngóc ngách để tìm kiếm Kiên. Tất nhiên là sự tìm kiếm này hoàn toàn vô vọng. Ông Năm chị gục xuống sàn, cổ họng ông đã bắt đầu khản đi vì những lần gọi lớn tên của đứa con rể. Kiên ơi! Con đâu rồi? Kiên! Kiên ơi! Cuối cùng, mọi người đành bỏ cuộc. Họ bắt đầu nghĩ ra một khả năng. Đó chính là trong lúc đi vệ sinh nửa đêm thì Kiên bị trượt chân ngã xuống biển. Cái khả năng này tuy không ai muốn thừa nhận cũng như tin vào nó cả, nhưng họ cũng đâu còn cách nào khác nữa. Đáng nói hơn, một vài người bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra trước chuyến đi. Có thể tai nạn của Kiên chính là điểm xui mà mọi người trong đoàn phải hứng chịu. Suốt những giờ phút cuối cùng của chuyến đi, không ai nói với ai lời nào cả. Ông Năm thay thế con rể lái tàu, không khó để nhận ra sự buồn phiền đang chiếm trọn trong cặp mắt của ông. Cũng đúng thôi, trong đầu của ông chắc đang rối bời lắm. Ông mường tượng ra trong đầu mình, không biết lần này sẽ về ăn nói thế nào với Trang, đứa con gái của ông. Trang và Kiên lấy nhau gần 3 năm, cũng có với nhau một đứa bé gái hết sức xinh xắn rồi. Cuộc sống hôn nhân trải qua ngần ấy thời gian mà tuyệt đối không hề có một lần cãi vã nào. Nhiều lúc ôm đứa cháu ngoại đi khoe khắp xóm làng mà ông Năm tự hào lắm. Thuyền cập bến, trước cảnh tượng đám đông thu mua tôm cá, người nào người nấy cười tươi như hoa, nó chẳng khác nào như những nhát dao đâm thẳng vào tim của ông vậy. Và mọi việc vẫn chưa xong. Ông Năm cùng mấy người trong thủy thủ đoàn phải lên đồn công an trình báo vụ việc. Và người làm hồ sơ cho ông lần này không ai khác lại chính là Thuận, đứa cháu họ, và hiện cũng đang tá túc tại căn nhà của ông. Vừa trông thấy Thuận đứng đợi ở trước cổng, ông Năm chị gần như ngã quỵ. Ông níu lấy tay của Thuận mà thốt lên. Con ơi! Thằng Kiên nó đi rồi! Vốn đã nghe sơ qua chuyện của Kiên trong cuộc điện thoại trước đó, nhưng trước cảnh này thì Thuận cũng không thể nào cầm lòng được. Anh dìu ông chị vào trong, đi cùng còn có mấy người thủy thủ đoàn để làm chứng. Với sự giúp đỡ của Thuận thì thủ tục giấy chứng tử của Kiên được hoàn thành nhanh chóng. Thế nhưng sau khi xong xuôi, ông Nam vẫn cứ ngồi lì ra trên cái băng ghế mà không chịu về. Thuận thấy thế liền bước tới thì thầm hỏi. Chú Nam, chú không sao chứ? Chú có cần cháu gọi xe trở về không? Không, không cần đâu. Ông Nam lắc đầu. Cứ để chú ngồi đây, chứ giờ về nhà, không biết nói với con Trang ra sao nữa. Thuận thở dài, đúng là bây giờ, ở nhà Trang vẫn không hề hay biết chuyện của chồng cô. Ngay cả Thuận, anh tuy không phải người trực tiếp tham gia, nhưng giờ bảo nói cho chị họ mình nghe, thì anh cũng không thể làm được. Suy nghĩ một lúc, Thuận mới khẽ nói. Thôi được rồi, chú cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Lát nữa tan làm, hay cho cháu mình về. Ông Năm không đáp, chỉ gật gù rồi đưa cặp mắt trầm ngâm nhìn ra xa xăm. Đúng 5:30 chiều, cũng là giờ tan làm của Thuận. Anh bước ra vỗ nhẹ vào vai của ông Năm. Ông thoáng chút giật mình, nhưng rồi nhận ra đã đến lúc mình phải đối mặt với sự thật. Ông đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi cùng Thuận bước ra ngoài. Lát sau, hai người về đến nơi. Căn nhà 2 tầng khang trang xây chưa được 1 năm của ông Năm không hiểu sao lúc này u ám lắm. Mà cũng có thể sự u ám này từ cặp mắt của ông tỏa ra. Nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, Trang ở trong nhà chạy vội ra. Mọi người về rồi hả? Về mà anh Kiên không gọi trước cho con để biết để nấu cơm. Đúng thật là. Thế nhưng, ra đến nơi thì Trang khựng lại. Bởi cô nhận ra người đi cùng ba mình chính là Thuận chứ không phải chồng cô. Trang nhớ mày hỏi. Ủa, chồng con đâu ba? Anh Kiên ơi, nó ở đâu rồi phải không? Không nghe thấy chồng trả lời,
Cả ba và đứa em họ cũng im lặng nốt. Trang tò mò lắm, cô hỏi lại. Sao không ai nói gì cả? Chồng con đâu? Anh Kiên ơi, anh... Nó chết rồi. Câu nói của ông Năm cắt ngang lời Trang. Cô phì cười. Bà nói gì thế? Tự nhiên lại chủ chồng con. Thôi, bà đừng có giỡn nữa. Tuy nhiên, vừa nói xong thì nụ cười trên môi của Trang ngừng lại, bởi cô nhận ra được sự u uất trên gương mặt của cả ông Năm và Thuận. Một cảm giác lo sợ bắt đầu xuất hiện. Trang ấp úng. Bà, anh Kiên, anh ấy... Nó chết rồi. Nó té xuống biển. Nó chết thật rồi. Ông Năm không cứng cỏi được nữa. Ông như vỡ òa ra. Còn Trang thì khỏi phải nói. Cô như một cái xác không hồn, chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Rối càng thêm rối, hai chú cháu của ông Năm đưa cô chạy vội vào bệnh viện. Mãi tới tận đêm muộn thì Trang mới tỉnh dậy. Câu đầu tiên mà cô thốt ra chính là về người chồng của mình. Bà ơi! Bà! Anh Kiên! Anh Kiên! Ông Năm chỉ thở dài, kể lại chuyện trên tàu khi xảy ra tai nạn. Kể tới đâu thì Trang khóc nấc lên tới đó. Nói xong ông Năm cúi gằm mặt xuống. Bà xin lỗi. Lúc đó mọi người trên tàu đều ngủ say hết nên không biết. Cho đến tận sáng, tàu đi xa hơn phát hiện ra thì đã muộn rồi. Bà. Vừa nói, ông Năm vừa đưa tay ôm lấy an ủi cô con gái. Tang lễ của Kiên được cử hành với sự góp mặt của hai bên gia đình. Vì trước đây Kiên ở rể nên giờ bàn thờ cũng sẽ được đặt ở lại tại nhà của ông Năm để chăm lo hương khói. Cái đám tang tuy không hề có thi thể, như không hề thiếu bất kỳ một bước nào. Thậm chí ông Năm chỉ còn cho người xây một ngôi mộ lớn, khang trang bậc nhất trong nghĩa địa. Ngôi mộ gió này được thầy bói làm phép hết sức cẩn thận. Tuy mọi việc đã xong xuôi, nhưng cứ chiều nào Trang cũng chạy ra ngoài bến để trông ngóng. Với một cái hy vọng mong manh rằng chồng của cô chưa chết, chỉ bị rơi xuống biển và được một cái tàu nào đó cứu vớt lên. Cái kịch bản hạnh phúc và cơ hậu này là thứ cô đã từng được xem trong một bộ phim. Tuy nhiên sự khác nhau giữa phim ảnh và thực tế là hết sức phũ phàng. Thấy con gái đau buồn như vậy, nhưng ông Năm cũng không làm gì được. Ông chỉ còn biết thở dài, tự trách bản thân mình mà thôi. Hôm nay tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa vì tiếng khóc của đứa cháu ngoại, ông Năm chạy vội vào trong phòng thì chỉ thấy có một mình con bé đang nằm trong nôi. Ông bước tới đưa tay bế nó vào lòng rồi vỗ vỗ. Ôm cháu ra bên ngoài, ông đảo ánh mắt nhìn khắp căn nhà rồi gọi. Trang ơi! Trang! Không có ai trả lời ông cả. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ thì ông cũng đoán ra được hiện giờ là 4 giờ và cũng là lúc mà Trang ra ngoài bến để ngóng tin chồng. Ông thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Cái con bé này, sao nó lại cứng đầu như vậy chứ? Nói xong, ông bước xuống bếp chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay có vẻ như Trang đi lâu lắm, hơn 7 giờ tối mà chưa thấy cô về. Gọi điện thoại nhưng cô cũng không nhấc máy. Ngồi trước mâm cơm, ông Năm lo lắng thấy rõ. Thuận cũng thế, anh đứng dậy sốt ruột hỏi. Thôi, chú Năm ở nhà đợi đi. Để con đi lấy xe đi vòng vòng tìm chị ấy xem sao. Con đi đi. Đi cẩn thận đấy nhá. Thế nhưng vừa đúng lúc Thuận đang chuẩn bị bước ra ngoài, thì có tiếng mở cổng nhà vang lên. Và thật bất ngờ, người từ bên ngoài bước vào là Trang. Đáng nói hơn nữa, gương mặt cô lúc này hết sức tươi vui chứ không hề ủ rũ như mọi ngày. Trông thấy Trang, ông Năm nhíu mày la dậy. Còn đi đâu mà bây giờ này mới về? Gọi không nghe. Còn có biết là mọi người lo lắng cho con lắm không? Trang càng làm cho ông Năm bất ngờ hơn nữa. Khi mà trước lời nói có phần hơi lớn tiếng của ông thì cô vẫn tiếp tục tươi cười. Trang ngồi xuống mâm cơm, đưa tay cầm lấy đũa rồi bắt đầu ăn. Cô ăn một cách nhồm nhoàm, chưa hết còn nói lớn. Ăn đi nào, còn đói quá,
mọi người ăn đi. Không chỉ có ông Năm mà Thuận đứng gần đó cũng hết sức bất ngờ với sự thay đổi của chị họ mình. Anh ngồi xuống đưa mắt quan sát kỹ hơn nữa. Lúc này ánh mắt của Thuận chợt lên, chỉ vào tay của Trang rồi nói. Chú Năm, chú coi kìa, chị Trang. Và rồi không chỉ có Thuận mà đến ông Năm cũng tỏ ra giật mình, bởi Trang đang cầm đũa bằng tay trái. Điều này vốn dĩ là không thể, bởi từ trước đến giờ ai cũng biết Trang thuận tay phải. Chưa hết, cái điệu ngồi vắt chân của cô rất giống một người, đó chính là Kiên. Anh ghé sát vào tai của ông Năm mà thì thầm. Chú ơi, giống anh. Chưa kịp nói hết câu thì ông Năm đã đưa tay mình lên ngăn lại, bởi ông cũng đã thấy giống như những gì Thuận nghĩ. Hai người há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là giống Kiên thật, từ cách cầm đũa, thế ngồi và thậm chí là cái điệu nhai nhóp nhép nữa. Chàng cũng nhanh chóng ngước mắt lên nhìn hai người mà hỏi. Ủa, sao không ăn đi? Bà, Thuận, ăn đi, không đồ ăn nguội mất là không có ngon đâu. À, mà con bảo này, lúc chiều còn có gặp anh Kiên đấy. Cái gì? Ông Năm trợn mắt, thảng thốt kêu lên. Con nói gì đấy Trang? Ồ, có gì mà bố bất ngờ có vậy? Con tập chồng là con là chuyện bình thường mà. Anh ấy con bảo nhớ mẹ con lắm. Chỉ mấy ngày nữa là anh ấy về nhà mình chơi đấy ba. Nghe từ đây, ông Năm chỉ như rụng rời tay chân. Ông há hốc mồm, không nói nên câu. Còn Thuận cũng không tin vào tai mình lắm. Nhưng anh không nói gì, vội mà tiếp tục im lặng quan sát Trang. Ăn hết bát cơm, Trang đứng dậy, bỏ đi thẳng vào trong phòng để chơi với con. Lúc này ông Năm mới đưa mắt nhìn Thuận, ông ấp úng. Thuận, còn Trang, nó bị gì thế? Con không biết nữa. Thuận lắc đầu. Đúng là chỉ lạ thật, còn nhắc tới anh Kiên nữa chứ. Anh ấy chẳng phải đã mất rồi sao? Nói tới đây, hai người hướng ánh mắt của mình về phía cái bàn thờ của Kiên ở trong góc nhà. Nó vẫn còn đang tỏa khói ra từ cái lư hương trước tấm di ảnh. Nhưng rồi hai người tự trấn an bản thân mình bằng khả năng do chàng quá nhớ thương chồng nên chàng mới như vậy thôi. Những tưởng đây là thứ kỳ lạ duy nhất trong ngày. Nhưng không. Đêm đến, từ trong phòng của chàng cứ liên tục vang lên tiếng hát của cô. Lúc đầu ông Năm nghĩ rằng con gái mình đang hát ru cho cháu ngoại. Ấy thế mà, đến khi nghe kỹ thì cái giọng hát kia không phải là của Trang, nó trầm khàn hơn và có phần lúc mờ, lúc rõ. Ông Năm chịu không nổi sự tò mò, liền bước xuống giường, chạy thẳng qua phòng con gái. Cánh cửa mở ra, ông bước vào. Tới nơi thì trông thấy hai mẹ con Trang đang nằm trên giường, tiếng hát lúc này không còn nữa. Trang ngước lên, nhếch miệng cười với ông Năm. Ba, có chuyện gì đó? Con vừa hát đó à? Không, là anh Kiên đó. Câu nói hết sức vô tư của Trang làm cho ông Năm giật bắn mình. Ông giao giác nhìn khắp phòng, nhưng làm gì có Kiên ở đây cơ chứ? Ông hỏi lại lần nữa. Ở đâu? Nó... Lên Hải. Vừa nói, Trang vừa chìa chiếc điện thoại ra. Anh ấy hát trong điện thoại đó, con mở cho con bé nó nghe. Không chút chần chừ, ông Năm bước tới nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là Kiên đang ở trong đó thật, nhưng đây chỉ là một đoạn video quay từ trước. Trong ấy Kiên vừa hát vừa ôm con. Lúc này ông Năm mới thở phào một tiếng. Trang phì cười. Ba làm sao thế? Ba nhớ chồng con hả? Anh Kiên nói cũng nhớ ba lắm, muốn gặp ba. Cái gì? Ông Năm chị há hốc mồm kinh ngạc. Giờ ông chẳng còn thấy bình thường nữa rồi. Ông chỉ tay về phía Trang rồi gắt lên. Mà nó cái gì đó con? Thằng kia nó chết rồi. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nghe từ đây, gương mặt Trang sầm xuống, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Hai mắt Trang trừng trừng nhìn ông Năm. Chưa đầy mấy giây sau, cô hít một hơi, lấy hết sức bình sinh mà hét lớn. Sao bà cứ trù ẻo chồng con hoài vậy? Anh ấy không có chết. Làm gì mà chết chứ? Nếu chết thì xác đâu? Xác đâu?
Bà chỉ cho con đi, xác chồng con đâu? Vừa nói, Trang chồm dậy khỏi giường, lao tới nắm hai cổ áo của ông Năm mà giằng xuống. Thuận nghe động cũng nhanh chóng có mặt, anh liền kéo hai người ra. Nhưng Trang lúc này đúng là không còn giữ được sự bình tĩnh nữa rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, Thuận đành phải tát cô một cái. Sau cô tát khá mạnh của Thuận thì Trang bật ngửa ra đất, nấc lên từng hồi. Chị Trang, chị bình tĩnh lại đi. Thuận cúi xuống, một tay lay lay vai Trang, tay còn lại giữ phần đầu của cô đứng thẳng lên. Phải mất một lúc thì Trang mới có thể bình tĩnh lại được. Cô nằm lên giường, ôm con rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thuận cũng dìu ông Năm chị ra bên ngoài, ngồi trên bộ ghế gỗ, ông liên tục thở dài, đưa cặp mắt đầy phiền muộn của mình mà nhìn chằm chằm vào cái bàn thờ của Kiên. Đợi cho ông bình tĩnh lại, Thuận mới tử tốn nói. Chú Năm, con thấy tình hình của chị Trang không được ổn lắm đâu. Chị ấy hình như là... Hay là mình đưa chị đi khám đi chú. Ông Năm vẫn im lặng không đáp, cũng chẳng biết ông đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, hoặc có khi là chẳng nghĩ gì cả. Tưởng ông không nghe, Thuận lặp lại câu nói của mình. Chú Năm, con nghĩ mình nên... Không! Nó không có bệnh gì hết! Không có bệnh gì hết! Ông Năm cắt ngang lời của Thuận. Nói xong, ông đứng phắt dậy, bước tới bàn thờ thắp cho Kim một nén hương. Vừa thắp, ông vừa lâm dâm khấn vái gì đó trong miệng của mình. Xong rồi, ông quay lưng bước thẳng về phòng mình, rồi đóng cửa lại. Lúc này, chỉ còn một mình Thuận ở ngoài. Anh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm lắm. Từ khi Kiên chết, đúng là không chỉ có một mình cha con ông Năm, mà kể cả cuộc sống của anh cũng có chút xáo trộn. Vốn là một đứa mồ côi, may mắn được ông Năm, người chú họ đem về nuôi dưỡng, nên từ lâu Thuận như một thành viên, một người con ruột của ông vậy. Đứng trước chuyện đau buồn này, Thuận đâu thể nào mà để yên được chứ. Nói là làm, ngay sáng hôm sau, nhân lúc ông Năm đang đi chợ, thì Thuận âm thầm mời một vị bác sĩ tâm lý đến nhà để kiểm tra sơ qua cho Trang. Thế nhưng lúc này, Trang lại chẳng hề có chút dấu hiệu nào như tối hôm qua cả. Không những thế, cô còn nói chuyện một cách rất bình thường, thậm chí còn đòi xuống bếp nấu cơm thay cho cha mình nữa. Tất nhiên, với những biểu hiện này, thì vị bác sĩ không thể tìm ra được bệnh gì rồi. Thuận lúc đưa ông ra tới cổng, còn cẩn thận hỏi lại. Thưa ông có thấy chị tôi có gì lạ không? Không. Vị bác sĩ lắc đầu, trả lời một cách chắc nịch. Tôi kiểm tra kỹ rồi, nhưng mà nếu muốn thì anh có thể đưa cô ấy tới bệnh viện. Sẽ có nhiều máy móc hiện đại hơn, đo được luôn cả sóng não nếu cần. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Ông về cẩn thận. Thuận tươi cười tiến ông đi khuất rồi mới quay vào trong nhà. Và rồi khi mới quay người hướng vào trong thì Thuận giật mình, bởi anh phát hiện Trang đang đứng ngay cửa sổ. Cô đưa một cặp mắt đầy vẻ bí hiểm nhìn anh. Chưa hết, Trang nhếch mép cười một cái. Cái điệu cười này từ bé tới giờ, Thuận chưa từng thấy chị mình biểu hiện nó ra. Lát sau, ông Năm chị đi chợ về. Trong cái giỏ sách của ông chất đầy đồ ngon, tươi sống. Không cần đoán ra cũng biết ông định dùng chúng để bồi bổ cho đứa con gái của mình. Bữa cơm chưa diễn ra hết sức bình thường. Trang cũng không còn có những cử chỉ, điệu bộ giống như người chồng quá cố của mình nữa, mà chỉ thỉnh thoảng cô hít hít lên mấy cái như bị nghẹt mũi mà thôi. Trông thấy con gái như vậy thì ông Năm hài lòng lắm. Ăn cơm xong, mọi người như thường lệ vào phòng để nghỉ trưa. Thuận thì hôm nay được nghỉ ở nhà nên anh tranh thủ sơn lại cái hàng rào. Cái việc này vốn là Kiên định làm nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ta đã gặp tai nạn mất. Đến hơn 3 giờ thì mọi thứ cũng gần xong. Chỉ còn vài đoạn cuối nữa thôi. Và rồi đang loay hoay với lọ sơn trong tay thì Thuận trông thấy Trang đang từ trong nhà bước ra. Không những thế, cô còn khoác áo khoác, ẵm theo bé Xu, con gái trên tay nữa. Thấy làm lạ, Thuận hỏi ngay. Chị Trang, chị đi đâu thế? Trời vẫn còn đang nắng mà. Trước câu hỏi của Thuận, Trang ngước mặt lên, mỉm cười nhìn anh. À, chị dẫn nó ra gặp ba nó đấy.
Cái gì? Bà nó? Đúng rồi. Anh Kiên ấy. Đừng nói là em quên rồi nhá. Anh mới đi có ít lâu thôi mà đã quên rồi. Tưởng đâu tình cảm anh em hai người tốt lắm chứ. Thôi, chị đi đây. Trong nhà nhá. Nói xong, Trang bước thẳng ra ngoài. Một chiếc taxi cũng đã đợi sẵn từ trước. Lúc này thì Thuận vẫn còn há hốc mồm ra kinh ngạc. Bởi chỉ mới lúc trước thôi, trên mâm cơm thì Trang còn bình thường cơ mà. Tại sao bây giờ chị ấy lại bắt đầu nhắc tới anh Kiên cứ như là một người sống vậy? Thế là khi chiếc xe taxi bắt đầu lăn bánh, Thuận cũng vội vàng gác lọ sơn xuống đất. Anh quyết định bám theo để xem thử Trang đi đâu và làm gì. Chạy theo chiếc taxi chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì Thuận thấy nó ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Và tất nhiên là trong trí nhớ của mình, Thuận không hề quen ai ở trong nhà này cả. Và có lẽ chàng cũng thế, bởi trước đến giờ cô là một người sống khép kín. Khi cưới Kiên và có con bé Xu thì thậm chí Trang càng ít ra ngoài giao du với bạn bè hơn. Đến khi Trang bước xuống xe, tiến vào trong căn nhà kia thì Thuận cũng không nghĩ nữa mà nhanh chân chạy theo. Điều này cũng không khó so với một trinh sát như anh, thậm chí còn khá dễ dàng hơn nữa. Đứng ngoài bức tường thấp, Thuận đưa ánh mắt nhìn vào trong. Căn nhà lúc này hiện ra trước mặt của anh còn cũ kỹ hơn lúc nãy. Thậm chí nếu như không có ánh đèn bên trong phát ra thì có khi Thuận sẽ nghĩ nó là một căn nhà hoang. Đưa mắt ngó nghiêng, nhìn xung quanh một hồi, sau khi không nhìn thấy có ai chú ý đến mình thì anh mới nhún người nhảy vào trong. Càng tới gần, vẻ hoang vắng như càng hiện lên rõ ràng hơn. Nhưng đó không phải là thứ mà Thuận cần để tâm tới lúc này. Anh từ từ ép người sát bức tường, hé đưa mắt qua ô cửa sổ. Khác xa với vẻ cũ kỹ, mục nát ở bên ngoài, căn phòng hiện ra trước mắt của Thuận lại hết sức gọn gàng, sạch sẽ và có phần trang nghiêm lắm. Khắp nơi được trang trí bằng những sợi dây vari đỏ lỏng thòng xuống. Chúng được bện lại với nhau thành những hình thù hết sức thú vị. Còn có một cái bàn thờ lớn thờ đủ mọi loại tượng thần Phật ở trên. Hương khói tỏa ra nghi ngút. Ở giữa gian phòng có hai người đang ngồi đối diện nhau. Tất nhiên một người là Trang, còn bé Su thì được cô ẵm trong lòng. Người còn lại là một ông già râu tóc bạc phơ, thân thể gầy gò nhưng cặp mắt thì tinh anh lắm. Cả hai đang rì rầm nói chuyện gì đó với nhau. Do đứng ở góc khuất nên Thuận vừa không nghe được và cũng không thể thấy rõ biểu cảm của Trang. Anh chỉ biết thỉnh thoảng đầu cô lại gật gù như hài lòng chuyện gì đó vậy. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì Trang đứng dậy, chuẩn bị ẵm con bé Su ra về. Thuận cũng không đứng nấp ở ô cửa sổ nữa mà trèo lại ra bên ngoài. Đợi cho chiếc taxi chở Trang đi khỏi thì anh mới quay trở lại đứng trước căn nhà kia. Thuận nhíu mày hít một hơi thật sâu rồi gọi lớn. Có ai ở nhà không? Có ai... Chưa kịp nói dứt câu thì có người từ trong nhà bước ra. Đúng là ông già lúc nãy Thuận thấy. Ông đưa mắt nhìn anh với vẻ e dè lắm. Chào cậu. Cậu là ai? Tới đây có việc gì? Rất nhanh chóng, như một phần trong cái công việc mà Thuận đã làm trong gần 6 năm qua, anh đưa tấm thẻ ngành đỏ chói của mình ra rồi dõng dạc nói. Chào ông, tôi là cảnh sát, có chuyện cần ông hợp tác. Có vẻ bất ngờ với vị khách đặc biệt này, ông già kia có vẻ hơi lo lắng, giọng ông bắt đầu ấp úng đi. Cậu tìm tôi có việc gì? Tôi không biết gì hết đâu. Ông không cần phải sợ, tôi chỉ muốn biết một vài việc thôi, rồi sẽ đi. Nhưng đó là nếu ông chịu hợp tác, còn nếu như ông cố tình gian dối, thì tôi không chắc đâu. Câu nói vừa xoa dịu, nhưng cũng có phần răn đe của Thuận, làm cho ông già kia càng hoang mang hơn. Ông đưa bàn tay run run của mình mở cổng ra. Mời cậu vào. Vẫn là căn phòng lúc nãy Thuận thấy. Anh ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ trong phòng, rồi không chút chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề chính. Vừa rồi, có một người phụ nữ tới tìm ông có phải không? Trước câu hỏi của Thuận, ông già kia có chút chần chừ lắm. Phải mất một lúc thì ông mới trả lời, nhưng với một giọng hết sức thận trọng. Vâng, đúng.
cô ấy tới có việc gì? Hai người có quan hệ như thế nào? Xin lỗi cậu, chuyện này tôi không thể nói được. Đó là bí mật khách hàng. Khách hàng? Đúng rồi, chứ không nghĩ tôi làm nghề gì. Những người tìm tới đây, họ đều là những người bất hạnh trong cuộc sống. Bị quấy nhiễu bởi những vong hồn không chịu siêu thoát, hoặc chỉ đơn giản là họ muốn gặp lại người thân của mình. Có thể đối với người làm cảnh sát như cậu, thì tôi là một kẻ xấu, một kẻ truyền bá mê tín dị đoan. Nhưng tôi không hổ thẹn với lòng mình, tôi không hại người là được. Nghe những gì ông già này nói, Thuận cũng ngầm đoán ra được Trang tới đây để làm gì rồi. Thảo nào cô luôn miệng nói gặp Kiên, thì ra cô được ông ta giúp. Nhưng đến tận bây giờ, Thuận vẫn không tin vào chuyện tâm linh này. Làm sao một người đã chết như Kiên lại có thể quay về rồi nói chuyện với vợ con được chứ? Và có khi chính ông già này là tác nhân tiêm nhiễm vào trong đầu của Trang những thứ không có thực. Nói đúng hơn là tình trạng bất ổn của cô như hiện giờ chính là do ông ta gây nên. Cơn nóng giận bắt đầu trỗi dậy trong đầu Thuận. Anh đứng phắt dậy, nghiêm nghị nói. Được rồi, ông cứ sống với nguyên tắc của mình cũng được. Nhưng giờ tôi xin mời ông về đồn để điều tra thêm về vấn đề mê tín này. Mời ông nghiêm túc chấp hành. Tất nhiên. Ông già nhếch mép cười. Thưa cậu cảnh sát, tôi sẽ đi theo cậu. Cùng lắm là bị nhốt vài ngày thôi chứ gì. Mà cho dù cô đi tù đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ chịu bỏ cái nghề hành đạo cứu người này đâu. Nói xong, ông bước theo Thuận ra xe, rồi thẳng đi về đồn. Tuy nóng giận lên thì Thuận nói có phần gay gắt như vậy, chứ anh thừa hiểu là không bỏ tù ông già này được. Chỉ có thể tạm giữ ông một vài ngày và nộp phạt cũng như ký vào biên bản không tái phạm nữa mà thôi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Thuận quay trở về nhà. Ngày hôm nay mang tiếng nghỉ phép, nhưng thực chất thì anh chẳng nghỉ được phút giây nào cả. Những tưởng chuyện mệt mỏi cuối cùng trong ngày đã kết thúc, nhưng không. Về gần tới nơi, Thuận trông thấy có một bóng người đang đứng trước cổng nhà mình. Tới gần hơn, anh nhận ra là một người phụ nữ. Cô này trông còn trẻ tuổi, nhưng gương mặt tiều tụy hốc hác lắm. Thấy ánh mắt của cô cứ đau đớn nhìn vào trong nhà, thậm chí chẳng để ý tới anh đã xuất hiện kế bên mình, Thuận liền cất tiếng gọi. Chào cô tìm ai thế? Lúc này, người phụ nữ kia mới giật thót mình, cô đưa mắt nhìn Thuận và nhanh như cắt, người phụ nữ quay ngoắt bỏ đi. Thuận nhíu mày lấy làm lạ lắm, anh thầm nhủ. Quái lạ, tự dưng thấy mình rồi bỏ chạy như mao đuổi vậy. Cô này là ai thế nhỉ? Anh lục lại trong trí nhớ của mình, biết đâu cô ta là một trong những người họ hàng. Tiếng đổ vỡ bên trong nhà làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuận. Không chút chần chừ, anh chạy ào vào trong để xem thử có chuyện gì. Vô tới nơi thì Thuận giật mình, há hốc mồm kinh ngạc, bởi lúc này anh thấy Trang đang đứng đập phá cái bàn thờ của Kiên. Tiếng vỡ vừa rồi cũng là từ cái bát hương bằng sứ tạo ra. Chưa hết, Trang đang cầm trên tay mình bức di ảnh của Kiên. Thuận lao đến, đưa tay giằng lấy nó khỏi tay của cô rồi thét lên. Chị Trang, chị làm gì thế? Bỏ tay, bỏ tay tao ra. Chồng tao có chết đâu mà lại đi thở thế này. Bỏ ra, bỏ tao ra. Cùng lúc ấy, ông Nam chị từ bên ngoài bước vào. Số là nãy giờ ông ra ngoài có chút việc. Trông thấy cảnh tượng lộn xộn bên trong thì ông cũng ngỡ ngàng lắm. Thuận, Trang, hai đứa làm cái gì đấy? Chú Nam ơi, mau cản chị Trang lại đi, chị ấy đang đập bàn thờ của anh Kiên. Trời! Thế là ông cũng nhanh chóng lao đến ngăn con gái lại. Thật kỳ lạ, nếu như bình thường thì sức lực của Trang không thể nào so bì được với hai người đàn ông này trong nhà. Ấy vậy mà phải vất vả lắm, ông mới có thể giằng được tấm di ảnh ra khỏi tay của cô. Thuận không còn cách nào khác, anh vòng qua khóa tay của Trang lại rồi gửi xuống đất. Cô khóc nấc lên, trừng mắt nhìn hai người. Thả tao ra, thả tao ra, không được động tới chồng tao, không được động tới chồng tao. Sự kích động của Trang càng lúc càng lên cao, đến nỗi ông Năm còn không nhận ra đứa con gái của mình nữa. Chú Năm ơi, đưa chị ấy đi bệnh viện thôi. Lần này, có vẻ ông Năm chị không thể bình thản được nữa.
ông gật gù đồng ý với Thuận. Hai người nhanh chóng đưa Trang ra xe. Ông Năm thì lái, còn Thuận ngồi ở sau khóa trái tay Trang như bắt tội phạm vậy. Cô hung hăng lắm, luôn miệng gào thét dữ dội. Chưa hết, vào đến tận bệnh viện rồi mà Trang vẫn không thể bình tĩnh, thậm chí còn lao vào tấn công mấy cô y tá đang chăm sóc cho mình. Chứng kiến cảnh con gái như vậy, ông Năm nhăn mặt thốt lên. Trời ơi, Trang ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Trang ơi! Mất gần nửa giờ đồng hồ thì Trang cũng nằm vật ra dưới tác dụng của liều thuốc an thần liều cao. Bác sĩ vẫn với câu trả lời như cũ. Cô ấy không có bệnh tật gì cả, chỉ là gặp vấn đề tâm lý nên mới gây ra phản ứng quá khích như vậy thôi. Chỉ cần đừng cho cô ấy kích động là được. Nói thì dễ, chứ ông Nam chị và Thuận thừa hiểu họ đâu biết khi nào Trang sẽ lên cơn như vậy đâu. Cuối ngày hôm ấy, Trang tỉnh dậy. Lần này cô không còn chút kích động nào, ngược lại còn hết sức nhẹ nhàng, bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ba, sao con lại nằm ở đây? Con không nhớ gì sao? Nhớ gì? Con không biết. À, không sao. Ông Năm lắc đầu. Con hơi mệt, nên mọi người đưa con vào đây để cho bác sĩ chăm sóc. Mẹ thì để cho con ở nhà nghỉ, chứ sao lại đưa vào đây? Con ớn mùi bệnh viện lắm, và lại không thoải mái chút nào cả. Bà cho con về đi, cho con về đi. Rồi còn con bé Xô nữa, ai lo cho nó? Chị yên tâm. Thuận chen vào. Em đã gửi con bé ở nhà người quen rồi. Chị đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung nghỉ ngơi là được. Trang gật gù, ngả người nằm xuống giường. Ông Năm chị đưa mắt nhìn Thuận và có vẻ như cũng an tâm phần nào bởi vì cô đã ổn. Tuy nhiên, sự an tâm của ông không kéo dài được lâu bởi Trang khẽ hỏi tiếp. À, còn anh Kiên thì sao? Anh ấy có tới thăm con không ba? Cái gì? Ông Năm chị giật mình. Ông đưa cặp mắt đầy tức giận của mình nhìn thẳng vào mặt của con gái rồi nói. Còn làm sao thế Trang? Thằng Kiên nó chết rồi! Nó chết rồi! Đáp lại sự giận dữ của ông, Trang cười lớn lắm, tiếng cười nắc nẻ đầy sảng khoái. Chết á! Anh Kiên chết á! Có thật không? Con vừa mới gặp anh ấy ở đây mà! Còn... Thấy ông Năm không còn giữ nổi bình tĩnh nữa nên Thuận liền kéo ông ra ngoài. Hai người ra tới tận dãy ghế chờ ở ngoài mà tiếng cười của Trang vẫn còn vang vẳng. Trông ông Năm lúc này không giấu nổi sự mệt mỏi và bất lực. Ông nhắm mắt, chắp hai tay lại để trước ngực rồi van vái gì đấy. Cả cuộc đời thằng Năm này có làm gì sai thì xin trời Phật hãy trừng phạt tôi, chứ đừng làm tình làm tội con gái tôi. Trông thấy cảnh rối ren như thế này, thực lòng Thuận cũng rối lắm. Nhưng anh còn biết làm gì nữa. Ngồi thêm một lúc, ông Năm ở lại trông con gái, còn Thuận phải quay trở về nhà, ngủ nghỉ, chuẩn bị cho ngày đi làm hôm sau. Trên đường đi, anh liên tục suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Liệu tình trạng hiện giờ của Trang là vì sang chấn tâm lý sau cái chết của Kiên, hay là thực sự trong chuyện này có liên quan tới thế giới tâm linh? Về tới nhà, Thuận chưa nghỉ ngơi được ngay bởi còn phải dọn dẹp cái bãi chiến trường mà Trang gây nên trước khi vào bệnh viện. Mãi đến hơn 11 giờ đêm mới xong, Thuận thở phào, đưa tay lên lau mớ mồ hôi đang lấm tấm trên mặt mình. Tiếp đến, anh quay ra đóng cửa lại chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa mới đưa tay chạm vào cái nắm cửa thì ánh mắt của Thuận vô thức hướng ra ngoài cổng nhà. Anh thoáng giật mình bởi có một cái bóng người đang đứng ngay trước. Dưới ánh đèn trong nhà hắt ra, không khó để Thuận biết được đó là ai. Chính là người phụ nữ mà anh gặp lúc chiều, cũng vẫn cái điệu bộ đứng bên ngoài dòm ngó thế này. Ai đó? Không chút chần chừ, Thuận cất tiếng gọi rõ to. Thế nhưng thật kỳ lạ, người phụ nữ vừa nghe thấy tiếng gọi của anh thì nhanh chóng rời đi. Đến khi Thuận chạy ra tới bên ngoài thì đã không thấy cô ta nữa. Anh nhíu mày,
có chút máu nghề nghiệp trỗi dậy. Hay là cô ta có ý đồ gì bất chính đây? Mà cũng có khi biết chuyện của chị Trang nên muốn lợi dụng để mà lừa đảo đấy mà. Những chuyện thế này mình gặp qua rất nhiều rồi. Đợi mình gặp được một lần nữa thì sẽ hỏi cho ra nhé. Trời cũng đã khuya nên Thuận không đứng trước nhà nữa mà nhanh chóng vào trong nhà ngủ nghỉ. Sáng hôm sau, Thuận thức giấc và bắt đầu ngày làm việc của mình. Trước khi xuống địa bàn, anh cũng không quên ghé qua phòng tạm giam. Người mà Thuận gặp không ai khác chính là ông già làm nghề thầy bói kia. Trông thấy anh, ông ta vẫn giữ nguyên cái vẻ rửng rưng của mình. Thuận cũng chẳng làm được gì hơn, anh nói. Giờ đã hết thời gian tạm giữ ông rồi, ông có thể về. Nhưng nên nhớ, nếu tôi bắt gặp ông làm chuyện này thêm lần nào nữa, thì đừng có trách. Ông già gật gù, toan định nói gì đó, thì đột nhiên hai mắt trợn trừng, run run đôi bàn tay, ông đưa mấy ngón lên bấm bấm. Thế là Thuận hỏi ngay, ông bị làm sao thế? Không ở chỗ nào à? Thế nhưng ông già tiếp tục không trả lời Thuận mà chỉ đứng dậy, bước thẳng ra khỏi đồn cảnh sát với một dáng vẻ gấp gáp lắm. Thuận cũng không quan tâm nữa, anh tiếp tục trở lại với công việc của mình. Sáng nay Thuận không ở trong văn phòng mà xuống địa bàn anh quản lý để thu thập thông tin. Đảo mấy vòng trong khu chợ làm cho Thuận có phần mỏi chân lắm. Thế là anh tấp vào ngay một quán nước gần đó. Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp gọi nước thì Thuận khựng lại, bởi trước mặt anh bây giờ là một cái bóng người khá quen thuộc. Cô ta, là cô ta. Đúng, đây chính là người phụ nữ lạ mặt cứ đứng ở trước nhà của anh vào ngày hôm qua. Trông cái gương mặt này không nhầm lẫn vào đâu được. Chưa hết, cô ta lại đang ẵm theo bên mình một đứa bé trai. Thế là không chút chần chừ, Thuận đứng phắt dậy, chạy ảo tới. Lần này anh quyết tâm tìm hiểu xem cô ta là ai. Cùng lúc đó tại bệnh viện, tình hình của Trang có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Thậm chí cô cũng không còn nhắc tới Kiên nữa. Thấy con gái năn nỉ cho vẻ quá nên ông Năm siêu lòng, chiều theo. Hai cha con về tới nhà thì trời đã gần trưa. Chưa đón con bé Xu về vội, ông Năm tranh thủ đi chợ mua thêm đồ ăn về tẩm bổ cho con gái. Còn Trang chắc đang còn mệt trong người nên cô vào trong phòng đóng cửa nằm ngủ say sưa. Từ ngoài chợ về, ông Năm chỉ mang theo lỉnh kỉnh khá nhiều đồ ăn, còn có một đống tôm sông tươi giói. Ông định hấp chúng lên rồi cho Trang ăn. Cái món này là món khoái khẩu của cô. Bước vào trong nhà, mọi thứ vẫn yên ắng như lúc ông đi. Ông đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng mất rồi. Trang cũng ngủ khá nhiều, nên ông quyết định vào phòng gọi con gái dậy, sẵn tiện nhờ cô phụ giúp việc nấu nướng luôn. Trang ơi, Trang! Ông Năm cất tiếng gọi con gái, tuy nhiên không hề nghe thấy cô trả lời. Ông tưởng con gái chưa thức dậy nên gọi thêm lần nữa với mức âm lượng to hơn đôi chút. Trang ơi, dậy đi con, nằm nhiều không tốt đâu. Vẫn không có ai đáp lại. Ông Năm ghé tai sát cánh cửa nghe ngóng. Hai mắt ông trợn lên bởi ông không hề nghe được tiếng thở của cô. Căn phòng khá nhỏ nên thông thường nếu như ngủ say thì ông Năm sẽ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của con gái. Linh cảm có chuyện gì đó không lành, ông liền gọi lớn hơn, tay không ngừng đập vào cánh cửa. Trang ơi, Trang, trả lời ba đi con, con có làm sao không? Càng lúc, sự im ắng ở bên trong càng làm cho ông Năm lo sợ. Cuối cùng, không chịu được nữa, ông phải dùng đến biện pháp cuối cùng, đó chính là phá cửa. Dưới sức đập của cây xả beng trên tay mình thì cái chốt cửa nhanh chóng bật tung ra. Không chần chừ thêm, ông đạp cửa xông vào. Và rồi, cảnh tượng trước mắt làm cho ông thảng thốt lắm. Trang không hề ngủ, cô đứng trước mặt ông mà đưa cặp mắt trừng trừng lên nhìn. Chưa hết, trên tay chân của cô chi chít những vết cào, thậm chí có vết còn sâu tới mức tóe cả máu ra. Trời ơi, Trang ơi, con bị sao đó Trang, Trang ơi. Tao không phải là Trang. Một cái giọng nói ồm ồm vang lên. Càng bất ngờ hơn nữa, nó lại phát ra từ cổ họng của Trang. Ông Năm lắp bắp. Con ơi, con!
Trang cười một tràng dài, khoái chí lắm. Cô chỉ tay thẳng vào mặt của ông Năm rồi cắt lên. Sao? Biết tao là ai không? Biết tao là ai không? Có vẻ như quá kinh hãi với chuyện đang xảy ra nên ông Năm cứ thế giật lùi ra sau. Đi lùi được mấy bước thì không may ông vấp đúng vào cái xà beng mà mình dùng để phá cửa lúc nãy nên ngã xuống đất, đầu đập vào trong vách tường. Cơn đau nhanh chóng ập tới làm ông Năm chị choáng váng, hai mắt ông mở dần rồi từ từ ngất lịm đi. Mãi cho tới một lúc sau thì ông mới tỉnh dậy, nhưng chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì ông phát hiện mình đã bị trói nghiến vào bộ bàn ghế gỗ từ lúc nào. Đưa mắt nhìn xung quanh, tất nhiên là ông trông thấy người còn lại trong nhà mình rồi, chính là Trang. Cô cũng ngồi ở trên một cái ghế gỗ đối diện ông, gương mặt của cô đầy vẻ lạnh lùng. Ông Năm vừa vùng vẫy vừa cất tiếng gọi con gái. Trang, Trang, sao lại trói bà thế này? Mau, mở trói đi, đừng bày trò ra nữa. Thế nhưng Trang không hề đáp lại lời của ông mà chỉ nhoẻn miệng cười. Không dừng lại ở đó, cô còn đưa tay mình lên, đặt lên trên đùi. Hành động này cũng để lộ cho ông Năm thấy được trên tay của Trang đang cầm một con dao. Trời! Ông thốt lên. Con làm gì đấy? Trang! Bình tĩnh lại! Con sẽ từ từ nói con ơi! Một giọng cười đầy ám ảnh vang lên từ phía của Trang. Cái giọng ồm ồm lúc nãy lại tiếp tục phát ra từ cổ họng của cô. Sao? Mày sợ rồi à? Mày xót con gái mày không? Với những gì xảy ra trước mắt đây, ông Năm có thể nói là đã không còn nhận ra con gái của mình nữa. Ông nghiến răng gắt lên. Ai? Mày là ai? Sao ám hại con gái tao? Sao vậy? Sao quên tao nhanh thế? Nếu giết người xong mà quên nhanh như mày thì khỏe quá rồi. Lúc này ông Năm thực sự hoảng hốt, bởi ông nhận ra được cái giọng này không hề của con gái của mình mà nó là của Kiên, người con rể đã chết của ông. Mày Cùng lúc ấy, từ bên ngoài Thuận bước vào, theo sau anh là người phụ nữ tiểu tụy kia. Trông thấy họ, Trang trợn trừng mắt lên. Cô ngơ ngác giơ con dao sắc nhọn trong tay mình rồi chĩa thẳng về phía của Thuận. Thằng kia, cút đi, không liên quan gì tới mày, cút đi. Có vẻ lúc này Thuận hoàn toàn đánh mất lý trí của mình, bởi anh bắt đầu tin vào sự hiện diện của vong hồn Kiên ở trong căn nhà này. Thuận chỉ thẳng vào Trang rồi hét lớn. Anh Kiên, nếu anh thực sự ở trong người của chị Trang thì xin anh hãy thoát ra đi. Chuyện của anh chỉ là tai nạn mà thôi. Giờ anh không chịu siêu thoát mà cứ như vậy, có phải là làm khổ vợ con không? Chưa hết, còn đây nữa. Thuận chỉ tay về phía của người phụ nữ đi cùng mình. Anh có nhận ra đây là ai không? Tôi thật không ngờ, trong thời gian chung sống với chị tôi, anh lại có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. Cô này cũng nhẹ dạ cả tin nên mới bị anh lừa. Từ khi anh mất đi, mọi liên lạc cũng bị cắt đứt. Cô ấy lâm vào cảnh khốn cùng nên mới phải bạo gan đi tới đây tìm anh. Thực lòng, cô chỉ nghĩ là anh bỏ hai mẹ con cô mà đi, chứ đâu có biết là anh đã chết. Tội lỗi của anh không chỉ là với chị tôi mà còn với hai mẹ con cô này nữa. Vậy thì tại sao anh còn hành hạ những người ở lại? Tao Trang ấp ống. Mà không, phải là Kiên trong hình hài của Trang mới đúng. Nhưng rồi cô cười lớn. Hai con mắt của cô đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ lừ như màu máu rồi. Cô chỉ thẳng về phía ông Năm đang bị trói kia mà nói. Mày hỏi thằng già này đi,
Xem thử, tao có phải chết trong tai nạn không? Xem thử, tao có phải chết trong tai nạn không? Lúc này, ông Năm mới lên tiếng. Ông nhìn chằm chằm Trang rồi thều thào. Đúng là tao giết mày đấy, đồ cầm thú. Cái gì? Chú Năm, chú... Thuận bất ngờ với những gì mình nghe được. Đúng là chú. Chú đã giết cái thằng khốn nạn đấy. Sự thật thì không chỉ có một mình còn biết nó có quen người khác bên ngoài đâu. Tuy nhiên, không muốn phá vỡ hạnh phúc của con Trang nên chú đành nhịn. Nhưng rồi, vào cái đêm mà mọi người say sưa trên tàu đấy, nửa đêm chú tỉnh dậy đi tiểu, và cũng chính lúc đó tình cờ trông thấy thằng Kiên, nó đang đứng trên mạn tàu sẵn cơn say, và cũng chỉ còn nó có hai người. Chú định ra chất vấn nó và bắt nó chấm dứt mối quan hệ sai trái này, nhưng nó không chịu. Hai bên xảy ra cãi vã, chú không giữ được bình tĩnh, chú đã xô ngã nó xuống biển, cũng thả dây cho nó trèo lên, nhưng mà tìm hoài không thấy nó đâu. Chú hoảng quá, nhưng bởi cơn giận dữ đang chiếm lấy mình nên chú quyết định im lặng quay về chỗ ngủ. Trời ơi! Thuận nghe tới đây thì há hốc mồm, anh đưa tay lên miệng như thể không muốn tin vào sự thật vậy. Tiếng cười của Trang lại vang lên. Sao? Giờ thì ai mới là kẻ đáng chết đây? Im đi! Anh im đi! Thuận hét lên, bước tới tháo dây trói cho ông Năm. Anh đừng nghĩ mình không có lỗi gì trong chuyện này. Chú Năm gây ra thì chuỗi rồi cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chỉ có anh còn ở đây để làm gì? Chuyện cũng đã rồi, anh oán hận cũng được gì? Mày nói hay lắm, mà mày đừng lên mặt dạy đời tao. Ở trong cái nhà này, mày cũng chỉ là cái thằng ăn nhờ ở đậu thôi. Mày biết chưa? Còn tao, tao phải báo thù chứ. Mà mày cũng yên tâm đi, tao không giết ông chú thân yêu của mày đâu, mà tao sẽ khiến cho ông ta đau khổ, dằn vặt đến suốt đời. Vừa nói, Trang vừa xoay cán dao hướng thẳng vào ngực của mình. Ánh mắt cô ánh lên một vẻ hết sức đáng sợ. Tất nhiên, mọi người biết Trang sắp sửa làm gì, nhưng khoảng cách và sự phản ứng làm sao nhanh bằng cô được. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ông Năm ngã quỵu xuống đất, há to miệng gào tên con gái. Con dao mỗi lúc mỗi tiến gần hơn, thế nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nó ngừng lại. Trang trợn mắt, cố gắng dùng cả hai tay mình đẩy con dao, nhưng nó vẫn cứ đứng yên bất động. Và rồi, từ bên ngoài có một người bước vào. Người bất ngờ hơn nhất có lẽ là Thuận, bởi đây chính là cái ông già thầy bói mà chỉ mới mấy giờ đồng hồ trước anh không tiếc lời hăm dọa cơ mà. Ông... Thuận ấp úng, còn ông già thì từ tốn đáp lại. Tính ra, tôi là người có lỗi trong chuyện này. Cô gái này tìm tới để xin tôi gọi hồn trong cô ta về. Tôi cứ tưởng như một người khách bình thường khác nên cứ gọi anh ta về. Ai ngờ đâu, còn có ẩn khúc bên trong. Lợi dụng lúc tôi không để ý, cái vong này mới theo về rồi ám luôn. Lúc này, tôi ở trong đồn cảnh sát đã cảm giác thấy có chuyện gì đó không ổn. Bấm đồn ra mới biết được. Nhưng ngặt nỗi không biết nhà, phải mất kha khá thời gian mới tới được đây. Cũng may chưa quá muộn. Nói xong, ông già quay ngoắt ra nhìn Trang. Gương mặt ông không còn hiền từ như lúc giải thích cho mọi người nghe nữa, mà nó có phần hung dữ hơn rất nhiều. Còn Trang, cô cũng bắt đầu có chút biểu cảm e dè trên gương mặt mình. Ông già bước tới gần hơn, đưa bàn tay của mình đặt lên đầu của Trang. Như có một luồng điện xẹt qua người cô, nó làm cho cơ thể Trang co giật liên hồi. Vừa run rẩy, Trang vừa thét lên từng tiếng đau đớn lắm. Ông già kia vẫn không hề nao núng,
mãi cho tới khi Trang kiệt sức, đổ người xuống đất ngất lịm đi, thì ông mới ngừng lại, thở hắt ra một hơi. Xong rồi đây, giờ cứ cho cô ta nghỉ ngơi một lát là xong. Nói tới đây, ông già bảo có việc quan trọng, cần làm nên quay lưng bước thẳng ra ngoài. Trong gian nhà lúc này, những người có mặt đều hết sức ngỡ ngàng với những chuyện vừa mới xảy ra. Một lúc sau, khi sự bình tĩnh quay trở lại, ông Năm chỉ đưa cánh tay đầy mệt mỏi của mình khều khều thuận. Chú, cho chú đi tự thú. Nói xong, ông cũng ngất lịm đi như đứa con gái. Ở đâu đó vẫn văng vẳng tiếng rên rỉ khóc la, nhưng rồi mọi thứ im bặt, chỉ còn sự u uất bất lực tồn tại. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và thời lượng chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.